biệt đội cao lớn. Ở đây bạn nào thích đi học? Thanh mà nói nhiều quá. Tôi là không chịu ít cho tôi. Giờ tôi bác phải chụp với mày đâu có thấy. Đừng có cho cả nhà cho mình nướng này nữa. Con hót đâu? Con hót cho luôn. Đỡ quá. Để vậy bồi bồi. Tự nhiên mà con chở tôi bồi bồi vậy. Không có chừng. Con hót kì chít chít. Chừng hay ngán rồi mà. Tôi miếng bự nha. Biệt đội cao lớn. Chào mừng các bé đã quay trở lại với lớp học của biệt đội cao lớn NuviPro. Các bé ơi, hello bồi bồi, chào con. Sao con khóc vậy? Con sợ đi học hả? Không sao đâu, hôm nay mình đi học vui lắm. Hôm nay mình đi học vui lắm. Xin chào Leo. Chào cô. Rồi, vô chỗ ngồi nha. Cô chào cô Ngân nha. Rồi, tụi con vô chỗ ngồi nha. Bây giờ cô hỏi nha, ở đây bạn nào đã đi học rồi? Con. Leo học ở đâu? Con học ở... Nước Việt Nam. Nước Việt Nam luôn, con học lớp mấy? Con học lớp 1. Con học lớp 1, còn bối? Lớp 1. Nhiều tuổi mà bối học lớp 1? 10 tuổi. Leo mấy tuổi học lớp 1? 5 tuổi. 5 tuổi học lớp 1. Con chưa lên lớp 1. Ở đây bạn nào thích đi học? Con không thích đi học hả? Tại sao? Tại sao con không thích đi học? Mẹ. Đi học có vui không? Học. Con thích đi học như sao? Nãy con vô lớp con khóc. Đi cơm học. Hôm nay lớp chúng ta là sẽ có 4 người bạn nhưng mà sao có 3 bạn à? Nên là bây giờ cô sẽ giới thiệu với các con một người bạn mới nha. Xin mời. Con chào cô giáo và các mẹ, con tên là Emily. Con thích con cỏ. Con biết con rắn. Con là 5 tuổi. Để con học lúc rồi hả? Chấm rồi. Emily là sẽ được chọn một trong 3 bạn để làm đồng đội của mình. Bây giờ con muốn Leo thể hiện tài năng gì? Giúp con hát. Giúp con hát. Thanh nói nhiều à. Các liên thay tài lan si bụi vọt qua tèo và tèo qua cỏ xuống mang cờ đò và té xuống mang chết ở lại làm chi con le le đánh trống hỏi kè con biềm biềm hỏi tò tí te tò te rồi. Bối bối muốn thể hiện tài năng gì? Tài năng uống sữa. Uống sữa. Tài năng uống sữa luôn, là uống sữa 1 phút 30 giây đúng không? Rồi 3, 2, 1 đếm nha các bạn cổ vũ nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Bối bối cổ lên. Bối bối cổ lên. Bối bối cổ lên. Mỗi mỗi cổ lên, 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 mỗi mỗi nghe gì chưa Leo, nghe gì chưa? Rộn rộn luôn, có nghe rộn rộn chưa? Rồi để cô xem.
Hết rồi nha. Bây giờ ba bạn đã thể hiện tài năng xong rồi. Bây giờ tới Emily, con muốn chọn ai làm đồng đội của con? Dạ, Amanda. Amanda là anh nào? Em mẹ hả? Rồi, con có muốn làm đồng đội với Emily không? Chào mừng các con đến với thử thách đồng đội bất ổn. Con thấy trước mặt mình là cái gì không? Đồ chơi. Đồ chơi. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mỗi đội là sẽ có một bạn bịt mắt và một bạn hướng dẫn. Cái bạn mà hướng dẫn á, là chỉ chỗ cho bạn bịt mắt đi tìm. Các con không có được chạy lên lấy giùm nha. Yeah. Bây giờ đội của con ai là người bịt mắt? Con. Chỉ được một người thôi. Em này bịt mắt. Rồi em này bịt mắt đúng không? Rồi cô cho màu hồng. Sao con không lấy? Chọn bịt mắt mà. Bịt mắt không? Vậy bây giờ ai bịt mắt? Con. Đội của con ai xung phong bịt mắt? Con không muốn bịt mắt. Emily không muốn bịt mắt kìa. Con cũng không muốn luôn. Bây giờ mình tù xì được không? Ai thua người đó bịt mắt nha. Rồi. Đúng không? Cô đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Rồi. Leo thua, Leo bịt mắt nha. Rồi. Bây giờ các bạn tìm cho cô hình tam giác. Rồi đi lên tìm đi, đi lên tìm. Tìm, tìm đi. Leo tìm được chưa? Lên một xíu nữa. Không phải, không phải. Bảo đó cũng không phải đâu. Yeah, em mắc rồi nha. Tối quá, tối quá. Rồi, tối quá không thấy được. Các bạn không chờ ý cho tôi. Nhìn thấy là phải chờ ý chứ. Giờ tôi bạn đi. Phải chờ ý mà đâu có thấy. Rồi. Rồi cô em này chế hướng dẫn không gì hết đó. Bây giờ tới lượt em có lời nha. Dạ rồi rồi. Bây giờ tìm cho cô trái khế. Trái khế. Tìm cho cô trái khế nha. Đi hẳn. Đi thẳng. Trái khế nha. Trái. Trái khế. Đi hẳn. Nhưng mà chỉ được đứng ở đây thôi. Đứng đi thẳng. Đi thẳng. Đi thẳng. Đây đây. Ngồi xuống đây tìm. Đây đây. Ngồi xuống tìm, ngồi xuống tìm. Đây đây, mây mây. Ở đây đó. Em ở đây đi thẳng. Đúng rồi. Em này tìm đúng chưa? Kia đi thẳng hả? Mình đâu có thấy. Yeah. Đã có một cái à. Sau khi kiểm tra thì đội của Bối Bối và Tôm tìm được nhiều vật hơn, nên là đội của Bối Bối và Tôm đã giành chiến thắng. Yeah. Con sẽ được nhận 2 huy hiệu. Còn Emily với Leo sẽ nhận được 1 huy hiệu nha. Đội cao lớn, đây là cô giáo và các bạn nhỏ của trường mầm non Hugo. Và giới thiệu với cô và các bạn, đây là biệt đội cao lớn Nufi Crow. Chúng mình chào anh chị. Chào anh chị. Ở đây bé nào chưa ăn đâu ta? Giơ tay lên cô xem coi ai chưa ăn. Biệt đội cao lớn sẽ giúp cô giáo cho hai bạn nhỏ này ăn cơm được không? Rồi, cơm tới rồi nha. Đây. Của đội Tôm với lại Bối Bối nha. Đây, cơm của Leo với lại Emily nha.
Ơi cho em thật đi cháu không? Thật cho em. Đây, làm cho. Đừng có bỏ canh vô, nếu mà bỏ canh vô vậy dở lắm, bỏ em đi. Vậy quá tôi thì lên lầy cái này thì được, đúng không? Đừng có cho canh nha, cho thêm nước này nữa. Có hết đâu. Cho thêm nước này nữa để cho nó có vị ngon. Nhiều lên. Ít quá. Hơi ít ở từ đó. Có chả luôn. Ngon ơi, ăn. Ăn đi. Ăn nè. Không thì chị ăn nha. Béo. Đừng có ói ngay nha. Dạ. Sắp hết rồi nè, em nhanh lên nha. À. Con hết cơm không? Đỏ quá. Đừng có khóc nha. Con có giúp đỡ đi. Bó tay rồi. Con có giúp đỡ con cô. Lúc em ăn có khó không? Khó chứ, con bỏ tay rồi. Con bỏ rồi. Cô thấy là đội của Leo với lại Emily là lúc em ăn rất là tốt luôn. Cô sẽ cho hai bạn, mỗi bạn 2 huy hiệu. Tôm và Bối Bối, cô cho mỗi bạn 1 huy hiệu nha. Biệt đội cao lớn. Chào mừng các con đã quay trở lại với biệt đội cao lớn Novi Pro. Ai thích vẽ, ai thích tô màu, giơ tay lên. Con. Ở đây bạn nào vẽ đẹp ta? Con không biết vẽ đẹp. Emily có vẽ đẹp không? Vẽ đẹp. Rồi, Bối Bối con vẽ đẹp không? Rồi, bây giờ trò chơi của chúng ta là vẽ và đoán xem đồng đội của mình vẽ con gì nha. Rồi, bây giờ đội của Bối Bối với lại Tôm, bây giờ ai sẽ là người vẽ? Con. Con sẽ là người vẽ nha. Tôm đồng ý không? Bây giờ đội của con ai sẽ là người vẽ? Con. Bây giờ mình sẽ đổi vị trí nha. Bây giờ Bối Bối qua bên này ngồi. Emily qua bên này ngồi nha. Leo ngồi im đi, Leo ngồi đó luôn. Leo ngồi đó đi. Không, con thích em lời. Biết rồi, nhưng mà con là người vẽ thì con phải ngồi ở đây. Bây giờ đội bên này sẽ là vẽ và đội bên là đây, bên bạn bên này sẽ là người đoán nha. Đây, cô sẽ phát cho mỗi bạn một cái bảng. Bây giờ Leo với lại Bối Bối, ai sẽ là người vẽ trước? Đây, hình đầu tiên của Bối nè. Rồi đó, vẽ đi, con vừa nhìn vừa vẽ. Coi vẽ con gì nha. Rồi con vẽ đi. Rồi, đây là cơ hội cho Bối nè. Rồi. Nhanh lên nha, Bối sắp hết thời gian rồi nha. Chơi. Ôi chó quá. Rồi, hết thời gian rồi. Bối giơ bảng lên xem. Anh Tôm đoán được không? Anh Tôm không đoán được. Nếu mà anh Tôm không đoán được thì Bối sẽ ra mô tả nha, để xem con này là con gì nha. Nhưng mà Bối không có được nói cái tên con này ra nha. Anh Tôm ơi. Nó kêu như vậy được. Má là 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 má là
Đây là con gì? Con chó. Đúng rồi. Hình như là con chó của bố mới vẽ. Không có chân. Bây giờ tới lượt của Leo vẽ nha. Leo vẽ xong chưa? Rồi, con dơ bảng lên coi. Cho Emily đoán coi con gì nha. Con gì? Con vịt. Trời ơi, hay dữ vậy ta. Rồi, vậy là mỗi đội là đang được một điểm rồi đó. Rồi, bây giờ Tôm sẽ thay bố bối vẽ nha. Bố bối sẽ đi qua đoán nha. Nè. Bây giờ sẽ tới lượt của Tôm nha. Rồi, Tôm. Rồi, vẽ đi, mình không được nói đâu. Em lấy con rồi, em lấy con. Em lấy con rồi, em lấy con rồi. Em lấy con rồi, em lấy con. Sao rồi con? Con vẽ xong rồi hả? Rồi, bây giờ con đưa bảng lên xem cho bối bối đoán coi đây là con gì. Bối bối biết con gì không? Không, biết gì? Bối bối không biết. Rồi, con vẽ sao mà bối bối không biết kìa. Con nó kêu chít chít. Con đỏ, con đỏ. Không chính xác rồi. Tiểu nó nói con cái đâu. Tới hình tới lượt của Emily nha. Đây là hình của con. Rồi, con vẽ đi. Tên mình là mình này, mình đã nên đâu. Xong chưa? Emily vẽ xong chưa? Rồi. Nhanh lên, hết thời gian rồi. Thời gian rồi. Sắp hết rồi rồi nè. Hết rồi rồi nè. Rồi, xong rồi đúng không? Rồi, bây giờ con dơ bảng lên cho Leo đoán coi. Con Leo đoán gì con này không? Nè. Bánh chu chi lê cô. Rồi, Leo đoán được con gì không? Con gót. Có kêu như thế nào? Con kịp là con kịp. Con thấy con của Emily vẽ giống con gì? Giống Elsa. Giống Elsa hả? Cái nó con này nó kêu mèo mèo. Là con mèo. Là con gì? Con mèo. Đúng rồi, là con mèo đây. Đây là hình cuối cùng nha. Cả hai đội đều vẽ luôn nha. Vẽ xong, ai đoán được trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng nha. Rồi, Emily với Tôm nhìn nha. 1, 2, 3. Không được nói nha, không được nói nha. Rồi, nhưng vẽ đi. Làm gì biết tên? Dù còn có đoán đâu. Rồi, vẽ đi. Tôi quay lại đằng về. Không được. Không được, con là người đoán mà. Thấy trong mình là người đoán. Đúng rồi. Đó, 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 rồi, rồi. Đó, đó, đó. Rồi đó, đó rồi. Đó rồi này. Lê sắp hết thời gian rồi, vẽ nhanh lên. Quy quy có hơi cùng nhé. Nhớ là em ơi lời. Tôm vẽ xong rồi. Rồi, Tôm vẽ xong rồi. Tôm dơ lên cho bối bối đoán đi. Xem là con gì nha. Rồi, bối đoán được con gì không? Con lươn hả? Hả? Con lươn hả? Con gì? Con lươn hả? Con lươn hả? Không phải. Con khăn con lươn. Con khăn chiếu hả? Đây là con gì? Bối đoán xem đây là con gì?
Con này nó có túi và nó có đuôi. Ui, nó có con khác trong túi. Cái gì bạn? Rồi, bây giờ Leo nè, Leo có đoán được con đó là con gì không? Con đoán được cái là con kêu, là con kangaroo. Sau 3 vòng chơi thì đội của Leo và Emily đã giành chiến thắng. Và đội giành chiến thắng sẽ được mỗi bạn một huy hiệu. Biết đội cao lớn. Bây giờ đội thắng lên chọn đồ ăn nha. Các con được chọn 3 món. Mình lên mình lấy đi. Mơ. Hai. Không, cơm là ăn chung. Cơm là ăn chung, mình chỉ lấy đồ ăn thôi. Ba. Bây giờ còn ở trên nó là 2 món. Tụi con lên mang 2 món của mình về nha. Tôi chọn cái này và cái này. Có măng rau. Rồi, vậy bê canh về đi. Tôi chỉ có 2 cái thôi. Rồi. Mình có 3 cái là. Nhưng mà bạn gì? Bạn có thấy ăn vậy bạn ngán không? Đâu có. Ngon quá mơ, ăn thử thử đi. Tới giờ tôi thắng từ đây trước 3 cái nè. Bye bye. Các con ăn ngon miệng nha. Kẻ bốn cô đừng ma. Cô gì? Cô đừng ma. Cô đừng ma. Cô Ngân nha. Con cảm ơn cô Ngân. Ngon quá à. Trời. Bác ăn thật đủ. Món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 7 món. Bạn đến có 1, 2 thôi à. 2 cái món lận nè. Dạ con, nữa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, ăn ngang nha. 1, 2, 3 thôi à. Bố bói bằng ăn ngang quá à. Bố bói có 1, bố bói có 2 cái gì đâu nè. Bố bói chọn hai cái đồ ăn đủ nơi ra. Vừa ăn trứng hay ngán rồi mà. Em lại thích ăn cái này không? Một miếng bự nha. Ít tương luôn. Đây nhá. Bí 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 bí. Mình ăn dở nhưng nó tốt. Nhưng mà nó tốt hơn. Đi chơi đây vui không? Có anh Leo ở đây là chơi vui. Leo đây chơi cho trẻ. Con thì thương quá. Đừng có cho nó. Nó ngon quá. Dạ. Biết đổi cao lớn. Ăn xong rồi thì mình đi đâu ta? Đây nữa. Ăn xong đi ngủ rồi. Các con biết trước mặt mình là cái gì không? Giường. Cái giường hả? Ở đây bạn nào đi học là ngủ cái giường này, giơ tay lên cô xem. Con. Con. Bây giờ là các con sẽ chọn giường của mình nha. Con chọn rồi, cái giường này. Rồi. Giường này. Rồi đi vô giường đi. Đắp mền luôn. Ừ, đắp mền luôn đi. Đắp mền lên. Ăn nhìn dây dài. Tôi sẽ ăn một loại cơm bánh đá dài. Đưa cho nửa nha, uống với. Tắt đèn cho tôi để tôi nửa. Bây giờ các bạn vào vị trí hết chưa? Đó. Mình chuẩn bị đi ngủ được chưa? Được. Mình ngủ là mình không có được nói chuyện nha. Ok. Giờ cô có một nhiệm vụ là bạn nào mà ngủ trước đầu tiên, cô sẽ tặng cho bạn đó 4 huy hiệu. Ngủ trước đầu tiên. Rồi con ngủ đi. Còn bạn nào mà không ngủ là bị lấy mất 1 huy hiệu á. 3, 2, 1, bắt đầu. Ừ.
Rồi bây giờ các con ngủ, cô đi ra ngoài nha. Lát cô vô cô kiểm tra coi mà bạn nào mà chưa ngủ là bị lấy lại huy hiệu á. Bối ơi, bối ngủ chưa? Thấy mấy bạn nhắm mắt chắc là ngủ hết rồi đúng không? Sao con còn nằm bệnh vậy? Sao con còn cú bệnh? Bệnh này là bệnh gì? Bệnh hả? Nhưng mà sao lớn rồi mà còn cú bệnh? Thất bệnh. Thất bệnh. Rồi ngủ chưa? Ngủ rồi, ngủ rồi. Emily con ngủ chưa? Bối ơi, bối ngủ chưa? Con ngủ rồi hả? Rồi giờ bạn nào ngủ say rồi giơ tay lên đi cô cho huy hiệu nè. Rồi bạn nào cũng ngủ say hết trơn. Rồi, rồi ngủ tiếp đi nha. Chiều cô cho huy hiệu. Biết đổi cao.